Đứng trước cửa nhà gái, ông bối sẽ hát một bài, ý nói rằng: nhà trai sao cho tôi trọng trách đến hỏi con gái của gia đình về làm sao con trong nhà, đề nghị gia đình mở cửa. Sau khi nhà gái mở cửa thì ông bối cầm chiếc ô treo lên trước cửa chính của ngôi nhà. Sau khi ông bối thưa chuyện với gia đình cô gái thì dù có đồng ý hay không đồng ý, phía gia đình cô gái cũng phải giữ nhà trai ở lại 2 đến 3 ngày mới cho về. Nếu nhà cô gái chưa đồng ý, gia đình nhà trai sẽ tiếp tục đến khi nào nhà gái đồng ý mới thôi. Khi nhà gái đồng ý thì họ sẽ lấy một chiếc ghế dài hướng ra cửa và đặt trên đó 4 chén rượu, một chiếc ô và mời nhà trai uống hết 4 chén rượu. Nhà trai uống rượu xong thì dâng lại 4 chén và mời họ nhà gái. Khi nhà gái uống hết 4 chén rượu trong chén, ông bối và nhà trai sẽ xoay ngang chiếc ghế lại để khẳng định là nhà gái đã gặp con gái cho gia đình mình. Người con trai sẽ vái lời tổ tiên, bố mẹ và anh em trong gia đình cô gái. Và như thế, chàng trai đã được coi cô gái là vợ của mình. Hai bên sẽ tiếp tục uống rượu. Trong bữa rượu hôm đó, họ sẽ cùng chọn ngày lành tháng tốt và lễ tổ chức lễ cưới, dự tính đồ thách cưới như thế nào. Sau khi đã thống nhất xong, nhà trai sẽ quay về, nhưng hôm đó là chưa được đưa con dâu về nhà được.